Hello mọi người, đây là bài viết 6 hành động lãng mạn nhất của đàn ông theo một cuộc khảo sát 70 người phụ nữ được Yami Kay dịch từ một bài viết trên psiloveyou.syz. Bài viết mang tên The 6 Most Romantic Gestures According to 70 Women của Alexa VS. Và mình là Nguyễn Lê Minh Thi, bây giờ chúng ta hãy bắt đầu bài viết này luôn nha. Làm thế nào để cho một người phụ nữ thấy bạn thực sự yêu cô ấy? Một ngày nọ, tôi và chồng đã có một cuộc cãi vã và cả hai đã không thể chịu đựng nhau. Chúng tôi tranh luận về một thứ gì đó ngớ ngẩn trong bữa tối. Sau đó, đầu chúng tôi bốc khói nghi ngút. Mỗi người chúng tôi trở về lãnh thổ của riêng mình. Anh ấy nhốt mình trong phòng ngủ và có lẽ đã xem các clip YouTube về xe đạp. Tôi thì ở trong phòng khách và làm chủ cái TV. Sau 2 giờ im lặng, 2 giờ của những suy nghĩ về tất cả những điều khó chịu tôi sắp nói với anh ấy, 2 giờ bóp cổ cái điều khiển TV, tôi tức giận, đứng bật dậy và đi gấp quần áo. Dù máu sôi lên vì tức giận, tôi vẫn phải hoàn thành phần việc nhà của mình. Đó là khi chồng tôi quyết định tiến đến lãnh thổ của tôi, nơi tôi đang gấp quần áo. Không nói gì, anh ta nắm lấy một chiếc áo sơ mi và gấp lại. Anh không cần phải làm điều đó. Tôi cầu nhau, cố gắng hết sức để tránh nhìn anh ấy. Chồng tôi không trả lời. Anh ấy tiếp tục gấp quần áo như thể tôi không nói gì. Mặc dù đã 10 giờ tối, mặc dù anh ấy không có trách nhiệm phải gấp đồ giặt, vì anh ấy phụ trách dọn dẹp phòng tắm và nhà bếp. Nhưng anh ấy đã dành 20 phút tiếp theo để ở bên cạnh tôi, giúp đỡ tôi. Cơn giận của tôi bốc hơi dần. Chồng tôi đã tiết kiệm cho tôi 10 phút của cuộc đời. Lặng lẽ, tôi đến bên anh và ôm anh. Anh yêu em, anh thì thầm vào tai tôi. Mắt tôi đỏ hửng. Và tình yêu là thế đó. Định kiến, phụ nữ chỉ quan tâm đến tiền. Kim cương, đồ xa xỉ, bữa tối đắt tiền, đó là những thứ được cho là khiến phụ nữ ngất ngây. Ý tưởng này vừa sai lầm vừa độc hại. Tất nhiên, một số phụ nữ coi trọng tiền bạc hơn tất cả, nhưng đa số chúng tôi lại muốn những thứ khác. Chồng tôi có thể mua cho tôi một món quà đắt tiền để giải quyết cuộc tranh cãi của chúng tôi. Nhưng điều đó sẽ chỉ khiến tôi tức giận hơn và nghĩ, liệu anh ấy có nghĩ rằng mình có thể mua được hạnh phúc của tôi không? Thay vào đó, chồng tôi là người thông minh và chu đáo. Anh ấy đã cho tôi thứ mà tôi trân trọng nhất, thời gian. Anh ấy giúp tôi làm việc nhà, mặc dù anh ấy ghét gấp đồ giặt. Đó là điều khiến tôi nguôi ngoai. Và tôi không đơn độc. Một video YouTube gần đây cho thấy một cuộc khảo sát gồm 70 người phụ nữ tuổi từ 5 tới 75 khi họ giải thích những cử chỉ lãng mạn nhất dành cho họ. Sau khi xem vài lần, tôi đã phân loại phản hồi của họ và tạo danh sách này. Hóa ra, giả thuyết của tôi đã đúng. Chỉ có 12% phụ nữ nói rằng họ muốn có kim cương hoặc những thứ đắt tiền. Và nhiều người đã cười như thế, đây là một trò đùa vớ vẩn. Sự thật là, để khiến một người phụ nữ gục ngã và ở lại trong tình yêu thì cái giá phải trả không kém. Vì vậy, nếu bạn muốn làm cho bạn gái hoặc vợ của mình hạnh phúc trong ngày hôm nay, hãy cân nhắc thực hiện những cử chỉ lãng mạn sau đây. 1. Sự giúp đỡ. Anh ấy hỗ trợ bất cứ điều gì mất nhiều thời gian mà tôi không muốn làm, như nấu bữa tối. Phản hồi của một phụ nữ 27 tuổi. Dọn dẹp nhà cửa. Phản hồi của một phụ nữ 66 tuổi. Khi bạn còn là một đứa trẻ, 24 giờ mỗi ngày là rất nhiều. Điều đó sẽ thay đổi khi bạn lớn lên. Giữa công việc, việc nhà, trách nhiệm gia đình, sẽ không còn nhiều thời gian để làm những việc mình muốn, hoặc tốt hơn là bạn không cần làm gì cả. Đó là lý do tại sao khi ai đó giúp một người phụ nữ về một gánh nặng nào đó, có thể là nấu ăn, dọn dẹp, đưa con đi học, cô ấy cảm thấy được yêu thương, cảm thấy được giúp đỡ. Một cách thường xuyên, việc chăm sóc dọn dẹp nhà cửa thường bị bỏ qua. Mẹ tôi thường nói rằng dọn dẹp nhà cửa là công việc vô ơn nhất ngoài kia. Đó là lý do tại sao khi ai đó giúp đỡ tôi làm việc nhà,
đó có thể là một cử chỉ lãng mạn to lớn. 2. Những món quà nhỏ. Hãy để lại cho tôi một tờ giấy nốt ẩn danh nha. Câu trả lời của một đứa trẻ 9 tuổi. Mang cho tôi kẹo. Phản hồi của một người phụ nữ 34 tuổi. Nhiều phụ nữ trong video, từ già đến trẻ, cho biết họ muốn nhận được hoa, bánh kẹo hoặc tờ giấy nhỏ. Một số người có thể nói rằng đó là vì họ muốn một món quà, một thứ gì đó, nhưng hoàn toàn không phải vậy. Những món quà nhỏ là một cử chỉ lãng mạn vì chúng là bằng chứng vật chất cho thấy người ấy của cô nghĩ về cô ấy, rằng người ấy của cô quan tâm rất nhiều đến việc khiến cô ấy cảm thấy đặc biệt, đến mức họ sẽ đến cửa hàng hoa để mua hoa tặng cô, ngay cả khi điều đó gây phiền nhiễu. Những món quà nhỏ nhắn nhủ người phụ nữ 3 điều quan trọng. Tôi nghĩ về bạn. Tôi muốn bạn cảm thấy đặc biệt. Và tôi yêu bạn. 3. Sự trung thực. Ai đó nói với tôi sự thật ngay cả khi họ nghĩ rằng điều đó sẽ đau đớn. Phản hồi của một cô gái 22 tuổi. Nếu ai đó sẽ làm những gì họ đã nói. Phản hồi của một người phụ nữ 42 tuổi. Sau khi viết về những phẩm chất hấp dẫn nhất ở người bạn đời theo 70 người đàn ông và về những người đàn ông hấp dẫn nhất theo 70 người phụ nữ, tôi có thể an tâm nói rằng điều mọi người đánh giá cao nhất ở bạn đời là sự trung thực. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi một số phụ nữ trong video nói rằng cử chỉ lãng mạn nhất đối với họ là thể hiện sự trung thực. Có thể nói sự thật dù điều đó gây tổn thương hoặc thực hiện lời hứa. Có thể là trò chuyện chân thành hoặc nói rõ về những sai lầm trong quá khứ. Thế giới của chúng ta tràn ngập tin tức giả mạo và các bài đăng Instagram vớ vẩn. Trung thực và dễ bị tổn thương đã trở thành một đức tính quý hiếm, một món quà quý giá thể hiện tình yêu đích thực. 4. Thời gian. Đi chơi và xem phim là tất cả những gì tôi cần. Phản hồi của một cô gái 24 tuổi. Những ngọn nến và một chiếc bồn tắm sang trọng. Phản hồi của một phụ nữ 61 tuổi. Nguồn tài nguyên quý giá nhất mà chúng ta có là thời gian. Mỗi hơi thở chúng ta bớt đi là một hơi cho đến khi chúng ta qua đời. Đó là lý do tại sao không có tiền nào có thể so sánh với món quà thời gian. Đó là lý do tại sao phần lớn phụ nữ nói rằng cử chỉ lãng mạn nhất là một bữa tối đơn giản, đi khiêu vũ hoặc đi tắm cùng nhau. Bất cứ điều gì bạn muốn nói với họ, em xứng đáng với thời gian của tôi. Gần đây, tôi nảy ra một ý tưởng thú vị. Khi chúng ta nói với ai đó rằng chúng ta quá bận, chúng ta đã hàm ý thực sự rằng họ không đủ quan trọng để có mặt trong cuộc đời của chúng ta. Mặc dù đau đớn, nhưng đó là sự thật. Chúng ta dành thời gian cho những điều và những người quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta nói tôi yêu bạn mỗi khi chúng ta dành một phần trong ngày của mình cho ai đó. 5. Sự hỗ trợ. Đứng về phía tôi. Câu trả lời của cô gái 21 tuổi. Không từ bỏ tôi. Phản hồi của phụ nữ 29 tuổi. Lý do số 1 khiến tôi yêu chồng mình là anh ấy là người luôn đi cùng tôi. Tôi muốn ăn mừng, anh ấy tham gia. Tôi buồn, anh ấy ôm tôi. Tôi giận ai đó nhưng cảm thấy bất lực để làm điều gì đó. Anh ấy chạy đến để giúp đỡ tôi. Tôi và chồng luôn bên cạnh nhau. Tôi nấu ăn cho anh ấy và giúp anh ấy tắm rửa trong cái năm anh ấy phải phẫu thuật hông. Và anh ấy đọc tất cả các bài báo hoặc sách của tôi để nuôi dưỡng ước mơ viết lách của tôi. Cuộc sống có thể cô đơn, cuộc sống có thể không công bằng. Có được sự hỗ trợ của ai đó có thể mang ý nghĩa cả thế giới đối với một người phụ nữ. 6. Nói anh yêu em và thực hiện điều đó. Nói rằng anh yêu em. Phản hồi của phụ nữ 43 tuổi. Hãy nhìn vào mắt tôi và nói với tôi rằng anh yêu tôi. Phản hồi của cụ già 75 tuổi. Những người phụ nữ trong video càng lớn tuổi
thì câu trả lời của họ càng có xu hướng về những món quà nhỏ và bữa tối, cho đến những cử chỉ đơn giản như ôm hoặc nói anh yêu em. Mặc dù sáo mòn, có vẻ như đây là điều thực sự quan trọng cuối cùng. Khi chúng ta mất đi tuổi trẻ và sức sống, phụ nữ chỉ muốn cảm thấy được ôm ấp và đáng yêu như trước. Chúng tôi chỉ muốn ai đó nói với chúng tôi rằng họ yêu chúng tôi và khiến mọi thứ họ làm vì điều đó. Chìa khóa cho một tình yêu lâu dài. Một trong những ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi là ngày được chồng cầu hôn. Và một ngày trời quang mây tạnh, anh đưa tôi đến nơi anh ngỏ lời muốn tôi làm bạn gái anh. Giữa tiếng cười đầy âu lo, anh kể cho tôi nghe tất cả lý do tại sao anh yêu tôi. Anh ấy quỳ xuống và từ trong túi lấy ra, mở một chiếc hộp nhỏ đựng một chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp. Tôi sẽ không bao giờ quên sự tỏa sáng của nó đã tạo ra những đốm sáng trên băng ghế công viên bên cạnh tôi như thế nào. Nhưng đó không phải là lý do tại sao tôi khóc. Chắc chắn chiếc nhẫn kim cương rất đẹp và lộng lẫy. Nhưng tôi đã khóc vì chồng tôi đã dùng hết dũng cảm của mình để nói với tôi những lý do rất cụ thể vì sao anh ấy yêu tôi. Tôi đã khóc vì anh ấy đã cầu hôn ở đúng nơi mà mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu. Tôi đã khóc vì anh ấy nói với tôi rằng anh ấy muốn dành phần đời còn lại cho tôi. Bởi vì anh ấy đã cho tôi món quà lớn nhất trong tất cả, thời gian của anh ấy. Thời gian, sự hỗ trợ, sự trung thực, sự giúp đỡ, tình yêu thương và những chi tiết nhỏ. Những cử chỉ này là cách phụ nữ cảm thấy được yêu thương. Mặc dù chúng không đắt giá gì, nhưng chúng là vô giá. Mặc dù chúng có vẻ nhỏ bé và vụn vặt, nhưng chúng lại là chìa khóa của tình yêu lâu dài và lớn lao. Hy vọng là các bạn thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu như các bạn thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi.